Hello, đây là cái hộp có logo PAMU mà nó bị trôi mất rồi. Con này là vẫn con tai nghe mà chưa unreleased của PAMU, của Padmay ha. Con này hiện tại các bạn cũng muốn mua cũng chưa có đâu. Nó mang tên là Explore. Đi có cái túi đeo các kiểu cũng nhìn cũng thú vị lắm. Thì theo hãng mình có liên hệ với Padmay Việt Nam thì giá dự kiến của nó là 4.8 triệu. Pre-order thì giảm 20%. Nhìn cái build quality, nhìn cái kiểu thiết kế nó rất là hầm hố. Kiểu như mình nghĩ đầu tiên mình cầm cái con này á, mình nghĩ đến những con ta nghe mà ở ngoài công trường ta nghe bảo hộ á, vì nó bự. Thứ hai nữa, cái build quality của con này á, nhìn cũng ok, cũng được. Bởi vì mặc dù toàn thân của nó là nhựa để cho nó nhẹ và dễ đeo ha, nhưng mà nhìn cũng khá là thú vị đó. Nhìn hai cái bên này nè, đó, nó là cái đèn LED. Cái này là sẽ cái đèn LED, nhìn nó chớp đỏ chớp xanh các kiểu ha. Cái con PAMU Explore này thì mình mới chỉ nghe chút xíu thôi, bởi vì nó về tính năng của nó thì không có quá nhiều điểm để mà gọi là đặc biệt cho lắm. Nó không có chống ồn, nó còn không chống nước luôn. Nó vẫn có MBTS HD các kiểu và điều khiển cảm ứng là bằng ở trên touch như thế này ha. Nói chung con này vẫn đúng truyền thống của PAMU và Padmay, đó là thông số đẹp, nhìn cũng ok. Nhưng bị có một cái là cái chất âm của nó có thể gọi là vẫn hơi đại trà một chút xíu. Bởi vì sao? Chất âm của nó mình thấy cái sub bass của nó đánh hơi thiếu kiểm soát một chút xíu. Nó đánh kiểu như nghe nhạc vocal mà các bạn vẫn sẽ khi mà nghe sub, nghe cái bass nó đánh một cái nghe bạn nghe nó ù và nó lan ra cái kiểu. Nhưng mà nghe điện tử thì ok, nghe nhạc trance, EDM cái kiểu thì thoải mái thôi. Con này là mình nghĩ thú vị đó. Nhưng mà kêu 4.8 triệu thì chắc phải đợi giảm giá chút xíu thì ok hơn. Bởi vì nếu mà so nó với những con như HD 450BT của Sennheiser hoặc là những con của Sony, đúng rồi, Sony XD900 á, thì con này thực sự hơi khó mà để gọi là có cửa. Nên nếu mà cỡ 3.5 triệu, 4 triệu, ok, good, 4.8 triệu để suy nghĩ thêm. Rồi, nói chung mình sẽ có một cái bài trên tay và đánh giá cụ thể hơn về con này. Các bạn nhớ theo dõi nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi audio tinh tế. Nhớ like, subscribe nếu có ý kiến gì đó hoặc là hỏi thắc mắc gì thêm. Thì có thể PM trực tiếp mình trên tinh tế là Abuchino. Các bạn có thể PM trực tiếp mình nha. Nhưng nhiều lúc comment mình không để ý lắm. Rồi, chào mọi người. Nói chung con này đeo đi du lịch sắp tới chắc ok đó. Nhìn cái túi đựng thú vị ghê. 4.8 triệu có cái túi đựng hợp lý. Có khi mua vì cái túi đựng này. Rồi, chào mọi người.